Bạch Lăng đại tướng nghe Nham Tinh Hà lời nói đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng là trợn tròn mắt. Cái gì? Nổ tuyệt hậu? Bọn hắn chui vào trong số 76 tinh cầu? Cái này sao có thể? Chúng ta hao tổn lớn như vậy đại giới, cũng vẻn vẹn biết số 76 tinh cầu ở nơi nào. Ngựa không tổng cường giáo rất nhiều, không nguyên tinh phòng thủ chi xâm nghiêm có thể nghĩ. Làm sao lại bị tạc đi? Nham Tinh Hà cười khổ rồi nói, Ta cũng không biết bọn hắn là làm như thế nào được Bọn hắn tin tướng chuyển đến chính là như vậy Đồng thời để cho chúng ta cẩn thận Ngựa không tộc nhất định sẽ tới trả thù Không nguyên tính đây chính là ngựa không tộc hạch tầm nhất tài nguyên Cũng là vũ trụ báo vật Ta cũng không biết là sẽ phát sinh ra loại chuyện này Nhưng ngựa không tộc ngựa không chiến hạm sức chiến đấu cường hãn Mà lại cường giả rất nhiều Chúng ta vẫn còn phòng ngừa chú đáo thì tốt hơn Ta đoán chừng không bao lâu Ngựa không tộc chiến hạm sẽ tới giết tới bạch lăng đại tướng cũng không cười nổi nữa chân chán phẳng phất là có ba đạo hắc tuyến kéo xuống lầm bấm to gan lớn mật thật chính là to gan lớn mật chuyện này vô cùng phiền phức người chờ ta mạnh lãnh, ta phải lập tức hướng lên bàn hồi báo chuyện này Nói xong thì vị này đồng dạng tim đập rộn lên trên đại tướng lập tức dập máy thông tin. Ngựa không tộc số 76 tinh cầu bị tác, cái này rất có thể sẽ nhường hai bên đàm phán đầu xảy ra vấn đề. Cái này thật sự là... Sau một tiếng, Bạch Lăng đại tướng quân lần nữa cùng với Nham Tinh Hà trò chuyện, sắc mặt của hắn đã có một chút xanh mét. Người lập tức hỏi một chút bạn hắn, nổ số 76 tinh cầu có phải hay không bị phát hiện là liên bang hạm đội làm. Đúng vậy, ta lập tức hỏi thăm, có điều từ lãnh ta cảm thấy bị phát hiện khả năng không lớn. Đầu tiên bọn hắn không phải là điều khiển chúng ta chế thức chiến hạm, mà là tới từ đường môn tam thập tam thiên dục chiến hạm. Bọn hắn chiến 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 hạm này, căn cứ tư liệu của chúng ta, còn tại thiên đường tinh tiến hành qua đăng ký, thuộc về tam thập tam thiên dục đoàn hải tặc. Đồng thời thì bọn hắn nếu như có thể sống trốn tới, liên khẳng định không có cơ mấy kẻ địch tiếp xúc gần gũi qua, bằng không thì dùng cá thẻ chiến lực, bọn hắn là không thể nào chạy trốn nham Tinh Hà lúc này một giờ cũng một mực là tại suy nghĩ chuyện này cho nên cho ra phán đoán vô cùng chuẩn xác. Tốt rồi, người vẫn là hỏi một chút, ta biết rồi. Bạch Lăng đại tướng cúp máy thông tin. Sau 20 phút, thông tin lần nữa phát ra. Tinh Hà tiểu tiêu hủy hết thầy tài liệu tướng quân. Chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Chúng ta cũng cho tới bây giờ cũng không biết chuyện này, hiểu chưa? nham Tinh Hà cuối cùng là lại lần nữa tỏ ra lụ cười. Hiểu rõ, hết sức rõ sáng đấu la liên bang quyết định ăn vạ chuyện này liên bang thật sự là quá lớn mặc dù lòng mã tinh hệ phương xiên khẳng định là đoán được chuyện này là liên bang làm nhưng lại khổ vì không có chứng cứ đánh chết không nhận dù sao thì ngập ngá không nguyên tính cũng không chỉ là đấu la liên bang cho nên tại trong phía xa xa tha hương làm mềm vũ bạn hắn liên tiếp là đến một đầu có chức kỳ quái mệnh lệnh Lão đại, hạm đội bên kia nói, chúng ta lưu chân trở lại để thông báo bọn hắn không nhìn thấy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đồng thời nói không cần lại hồi báo sự kiện kia, để cho chúng ta tiếp tục tự do so hành động, không cần phải gấp gáp trở về hạm đội. Đây là ý gì? Tiên lỗi có một chút khó hiểu nói Lam em vô lập tức cười Đúng vậy chuyện này liền cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra Chúng ta cũng cái gì cũng không biết Cái này vẫn chưa rõ sao Liên bang đây là đằng xả bộ hồ đồ Tuyệt sẽ không đối với lòng mã tinh hệ chất phấn đáp lại Mà lại tham đối đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt với ngựa không tộc Đã như vậy ta ngược lại thật sự là có cái gì mới ý nghĩ ngay tại cái tin này phát triển ra trước khi đến, bọn hắn tiến đến hạm đội một cái khác đầu thông báo. Thông báo đã nói, hiện tại lòng Mã Tinh Hệ đỉnh cấp cường giả đã, đã đi tới hành tinh mẹ bên kia, uy hiếp hành tinh mẹ, nhưng liên bang cùng đàm phán. Đàm phán thời gian sẽ tận lực kéo dài, hết thầy hạm đội ở trong khoảng thời gian này vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Mệnh lệnh đã nói mặc dù mịt mờ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cái kia chính là buông tay ra làm, thưa xiêm đàm phán không có hoàn thành trước đó. Tân khả năng mọi chỗ tốt. Mà đối với La Miền Vũ tới nói, hắn càng thêm quan tâm chính là đầu này thông báo bên trong nói đỉnh cấp cường giả đều không tại đó, đều là đi hành tình mẹ rồi. Cái này mang ý nghĩa cho dù là thiền lòng tình, thiên mã tình phía trên đều không có siêu thần cấp cường giả tồn tại. Nếu là như vậy, vậy thì bọn hắn có thể thảo tăng tính liền là phi thường lớn. Hắn cùng với tần bảo thú đã cẩn thận cầu thông quá có liên hệ với tiểu lại trùng tình huống. Nếu như tiểu lại trùng chính mình nỗ lực thu liễm lại hơi thở, lại thêm vào tần bảo thú dùng thần thức toàn diện tra xấu, Chỉ cần không bị ngự không tộc người tiếp cận đến trong phạm vi chăm thước, trong thời gian ngắn vẫn có thể tra xấu chúng ta đi một nơi làm hiền vũ nụ cười trên mặt trở lên trên có chút ấm áp nguyên ân huy huy cười hàng hắc rồi nói mỗi lần vừa nhìn thấy hiền vũ ca ca như thế cười ta liền cảm thấy có người nào phải xui xẻo lần này đến là không cướp được cái gì đối với chúng ta là có chỗ tốt đồ vật làm liền làm chút lớn la mong cầm lúc này có mắt lóe sáng lên duy trì bạch tu tu duỗi ra hai ngón tay của của đúng rồi chúng ta cần tài nguyên vận mệnh chi hoàn còn chống không đấy đưa phụ cách nói như vậy lưu phong nhìn về phía lam hiền vũ rồi nói lão đại lần này có thể hay không mang ta cùng đi xem các ngươi cái này một bộ e sợ trò thiên hạ không loạn bộ sáng được rồi chúng ta đi thiên long tính Lam Minh Vũ cười ha hả rồi nói, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại có hàn quang lấp lánh. Thiên Long Tinh thủ tọa, đây chính là sinh tử đại địch của hắn, không chỉ là chính hắn suýt nữa chết tại trong Thiên Long Tinh thủ tọa trong tay. Nana lão sơ cũng bị ép vào hằng tinh, hiểm tử hoàn sinh. Thu này Lam Minh Vũ vẫn luôn luôn nhớ kỹ. Nếu lòng mã tinh hệ đỉnh cấp cường xá đều đã đi hành tinh mẹ đàm phán và liền mang ý nghĩa, thiên long nhất định là không tại thiên long tinh. Dùng la miên vũ thực lực bây giờ dĩ nhiên không có khả năng đi khiêu chiến thiên long bản thân, nhưng mà muốn nói đi thiên long tinh làm chuyện phá hư, làm điểm tốt chỗ, cái kia vẫn là vấn đề có thể. Ai có thể nghĩ đến bọn hắn vậy mà to gan lớn mật dám đi đối phương hàng ổ đây? Coi như là liên bang hạm đuối cũng không nghĩ tới muốn đối với thiên long tình của với thiên mã tình trần chính đông thủ. Có lúc trước truy vào trong số 7 sáu tinh cầu kinh nghiệm, nhưng La Minh Vũ đối với tần bảo thủ hiện tượng năng lực này có toàn diện nhận biết. Số 7 sáu tinh cầu loại trình độ kia phòng vệ bảo vệ bọn họ đều có thể chui vào đi vào. Thiên long tinh phòng hộ càng nhiều hơn chính là thể hiện ra tại bên ngoài hạm đuối. Trình sát đá, mong muốn truy vào cũng không phải là chuyện gì rất khó khăn. Tam thập tam thiên rừng chiến hám tại trong hoàn thành số 7 sáu tinh cầu tuyệt hậu nổ tung về sau, hắn thủ chuyển hướng thẳng đến thiên long tinh mà đi. Làm mềm vũ tâm tình kỳ thần không sai Hắn cũng có một chút bận tâm Liên bang có thể hay không bởi vì bọn hắn mạng muội nổ ra số 76 tinh cầu Mà có trừng phạt Kết quả cuối cùng là Liên bang có nhiều chuyện này chưa từng xảy ra Nói một cách khác bọn hắn thì tương đương với là đặc công Chuyện xấu là lắm nhưng mà liên bang không thừa nhận có bọn hắn như những người này Công lao đương nhiên sẽ không có nhưng mà trách phạt cũng khẳng định không có Bởi vì làm căn bản là không có chuyện hay sao Đến mức đến thiên long tinh bị phá hư Là mềm Vũ có ý nghĩ của của mình trước đi mà nhìn kỹ hắn nói, gặp chiều phá chiều, ba ngày sáu chạy qua lỗ sâu nhiều lần nhảy vọt tam thập tam thiên dung chiến hạm đi tới thiên long tình chỗ không vực lương tượng theo u linh hình thức bày lượn phần lớn ra đà không cách nào phát hiện ra bọn hắn xa xa to lớn thiên long tinh đã hiện ra tại trong mắt của bọn họ thiên long tinh nhìn quá là một quả cực kỳ đá tinh cầu khổng lồ căn cứ tư liệu biểu hiện nó muốn so với đấu là liên bang hành tinh mẹ lớn gấp mấy chục lần mà lại tinh cầu năng lượng cấp độ là cực cao bằng không cũng không có thể nào có thể nuôi dưỡng được siêu thần cấp cực xả cấp độ Thiên Long Tinh cộng với Thiên Mã Tinh tương đương với toàn bộ lòng Mã Tinh hệ hai cái thổ đô tinh tối vì phồn vinh Long Mã Tinh Hà các tộc đều cùng với Thiên Long Tinh có chỗ gặp nhau. Lúc này Thiên Long Tinh ngoài không gian bên trong hàng loạt chiến hạm sắp thành ra hàng trận hình cùng với đấu là liên bang hạm đội xa xa sẵn có. Bên này áp chế Thiên Long Tinh chính là liên bang hạm đội thứ ba tại chỗ rất xa liền có thể thấy to lớn tàu mẹ làm làm mình vu bạn hắn lần nữa nhìn thấy liên bang hạm đội thở điểm cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra còn có cảm giác tự hào có mạnh mẽ liên bang hạm đội tỏa trấn vô luận làm cái gì đều sẽ tăng cường lòng tin của bạn hắn Hai bên hạm đuổi cách không sẵn cò, rõ ràng người nào đều không ý định đóng thú, nhưng lại đều vô cùng cẩn thận đề phòng đối thủ. Quan sát tỉ mỉ một quãng thời gian, là mình vũ hướng về đồng bạn nói, chuẩn bị đổ bộ, lần này thì chúng ta bảy người đều đi. Tam thập tam thiên dùng chiến hạm ta thiết lập giá làm tự động lặng im tàu tuần tra hình thức, liền chơi nổ tại bên trong, chờ đợi chúng ta. Chiến hạm bảo trì u linh trạng thái là an toàn nhất, giống như là trong vũ trụ một hạt bụi, vẫn là không thấy được bụi trần, trừ phi là thật trong khoảng cách gần trực tiếp va chạm bên trên, bằng không căn bản là không có bất cứ lận gì có thể dò xét xả trang bị có thể phát hiện. Là miền vụ dĩ nhiên có khả năng đem tam thập tam thiên rừng chiến hạm chứa vào trong vận mệnh chi hoàn, như thế càng đáng tin. Nhưng vấn đề là bọn hắn đi tới thiên long tinh là dự định cướp đoạt tài nguyên, vận mệnh chi hoàn không gian lớn nhất trong chiến hạm này còn có thể nào tranh tài miền đây, cho nên để cho ở trong không gian lặng im trôi nổi chờ đợi là ổn thỏa giả nhất phương thức. Ban đầu dưới tình huống bình thường, là hắn là lưu lại một ít nhất, nhưng mà làm mình vũ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem đồng bạn đều mang lên. Số 76 tinh cầu trải qua khiến cho hắn khí ức vẫn còn mới mẻ. Khi anh thấy ở trong vũ trụ tràn đầy mảnh vỡ, Lưu Phong tiễn lỗi là mộng cầm ba người, giống như đã tử trận thời điểm loại đau khổ này hắn thật sự là không muốn trải qua đồng bạn đều là ở bên người, ít nhất đều tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Gặp vấn đề, gì là cũng tình huống, ít nhất là mọi người có thể cùng một chỗ hành động, cùng nhau đối mặt. Cho nên đang trưng cầu mọi người ý kiến về sau, quyết định vẫn là thống nhất hành động. Chiến hàm thiết chí làm lặng im, u linh hình thức. Bảy người lặng yên không mở tiếng động thoát ly ra chiến hàm, ghi chép chiến hàm chỗ vị trí tọa độ. Riêng phần của mình, người mặc thiên rừng cờ giáp, hóa thành chiến cơ. Bảy chiêng chiến cơ tụ tập lại cùng một chỗ hướng về thiên long tinh phía sau bay đi ngay phía trước đã là hai bên chiến hạm rằng co thiên long tinh cũng nhất định có siêu cấp radar phòng tỏa chính xác